Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và tập tiếp theo trong cái series Tiểu Yêu Tầm Đạo thì mình sẽ sang phiên bản global của nó để có thể là chơi trải nghiệm cái nhân vật tiếp theo chuẩn bị ra mắt nha. Như các bạn có thể thấy là ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã trải nghiệm Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không rồi. Và mình thấy nhân vật này rất là đẹp. Ở server của mình thì đến 80% các bạn là đã đổi sang bên Ngộ Không rồi nha. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ chuyển sang chơi em Gấu Trúc. Đấy, trời ơi. Thì ra là hôm trước mình làm khảo sát ấy thì mình cũng đã tích vào cái ô là bạn mong chờ nhân vật tiếp theo là nhân vật nào. Mình tích luôn rồi Gấu Trúc. Thì sang bản Anh không ngờ là có luôn Gấu Trúc các bạn ạ. Mình sẽ xác nhận luôn nha. Để xem em Gấu Trúc này nó ngầu lòi như thế nào như các bạn ơi. Ui dồi ôi, cute thế nhỏ. Được thực sự các bạn. Rồi. Ô may quá, phiên bản global của nó có tiếng Anh nên là sướng, đỡ phải xài mấy phiên bản của Trung Quốc thì ôi dồi ôi. Chính ra là mình thích những phiên bản nào mà global chưa được tiếng Anh nha. Chúng ta hoàn toàn là có thể trải nghiệm được trước. Nhưng mà hiện tại là nếu như các bạn sử dụng Google Play ấy, đây là mình đang chơi ở trên máy tính nha, mình phải xài giả lập, thì mình sẽ tải cái file APK. Thì nếu như bạn nào mà muốn chơi thử cái phiên bản này ở trên máy tính ấy, thì các bạn để lại comment ở bên dưới nhé. Nếu như mà nhiều bạn cũng muốn trải nghiệm phiên bản này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải nha. Mình tắt bỏ cái âm nhạc đi cái, tránh bản quyền nha các bạn. Ok, thì bây giờ chắc là các bạn đang hóng chờ xem là cái nhân vật Gấu Trúc này nó có đẹp hay không nhá. Thì mình sẽ vào luôn cho các bạn xem này. Ui ôi, hơi lag nha. Đây, mình sẽ đi từ từ dần dần nha các bạn ơi. Đây là nhân vật Gấu Trúc của mình hiện tại này. Ui, hóng quá. Ui rồi, sao trông đần đấy. À, mặc thêm mỗi cái áo thôi các bạn. Thế mà mặc vào trông phèn hơn các bạn ơi. Tiếp theo, ui, Kung Fu Panda. Được đấy. Tiếp theo xem nào, à, chà chà chà. Lên cái đai này trông xịn xò hơn hẳn nha. Đấy. Bắt đầu là đi xuống núi rồi được các bạn ơi. Sau khi mà thỉnh võ xong này, đây là mình sẽ kể hành trình của Gấu Trúc nha. Bắt đầu là xuống núi được rồi này. Đó, tiếp theo nữa. Úi dồi ôi, xuống núi. Thì nói chung là cuộc sống mưu sinh vất vả. Đấy, hành trang buôn tẩu các kiểu con đà điểu thì đã hết rồi. Cái tay nải này đã sử dụng hết. À không phải, hình như đây là cái nón các bạn ạ. Ừ, thế xong rồi là chế tạo được thêm một cái nón xịn xò hơn. Và kiếm một cây gấu trúc, à một cây trúc để làm vũ khí nha. Có thêm cái áo choàng nữa để che mưa che nắng. Tiếp tục, ui ngầu chưa. Ui gấu trúc ngầu nhờ. Không biết bao giờ ra nhân vật gấu trúc để chơi đây. Đẹp quá đẹp quá. Xịn xò con bò luôn. Cái này là giống ở trong Kung Fu Panda luôn rồi này. Đây rồi, bắt đầu là được thấy chân tay là có tí bay bay này. À đây là phở mà đúng không? Mì phở các bạn ơi. Được đấy. Ô, không ăn phở nữa à. Chuyển sang vác hồ lô rượu rồi các bạn ạ. Skill càng ngày càng chất chơi thì rơi. Bắt đầu đứng dần thành một chân nha các bạn. Đây rồi. Vãi. Đẹp vậy. Wow. Xịn xò con bò luôn. Hóng gấu trúc rồi đấy. Được quá nhờ. Trời ơi, để xem trạng thái cuối cùng thế nào. What the hell? Không thể tin được các bạn ơi. Không ngờ là cái nhân vật gấu trúc này nó lại còn xịn xò hơn cả Ngộ Không nha. Ui ôi, được cái nhỉ. Trải nghiệm thử xem nào. Hả? Sao con này nó không cầm dìu vậy? Ủa? Nó không thèm cầm dìu luôn này các bạn ơi. Đều thực sự luôn. À, thế giới này không biết là các bạn nào là Việt Nam không? Không nha. Ở đây mình thấy như là Malaysia, Thái Lan gì đó các bạn ạ. Uầy. Được đấy. Nhận luôn. Tiếp tục là chặt cây đây. Nhận thêm trang bị mới. Làm nhiệm vụ giai đoạn đầu chắc là các bạn biết rồi đúng không? Trừ bỏ đi này, nhận thêm này. Có thêm một cái gì mới không ta? Không biết là phiên bản Global này thì code nó là cái gì nhỉ? Nhận thưởng sẽ là Claymo. Ồ, cũng tương tự như vậy thôi. Cây level 1 này mình sẽ upgrade lên. Ok đấy, ui. Đẹp quá các bạn. Xịn xò con bò luôn. Tiếp tục này. Nhặt. Ngon lành cái nào đấy chứ các bạn. Wow. Để mình xem là một lát nữa khi mà trải nghiệm thì cái tựa game này nó sẽ có thêm những cái tính năng gì mới nhá. Không biết là có cái gì xịn xò con bò hay ho hơn không đây. Chắc là phải lên level cao cao một tí. Thế này thì không biết là có kịp để cho các bạn xem tính năng mới không này. Để mình xem ra nào. Trong này thì vẫn sẽ có sẽ có cả Blacklist này các bạn này. Ảo thật đấy. Còn cái này thì bên Việt Nam cũng có rồi. Thì mình cũng đã review cho các bạn rồi nha. Rồi.
check thử xem còn cái gì mà chưa có, nhưng mà phải đó chính là lên level cái đã. Cái này thì phải làm thêm nhiệm vụ một chút thôi, nói chung là cứ trải nghiệm thêm về cái em gấu trúc này một tí nữa đi, để cho các bạn là có thể xem là cái em gấu trúc này nó có gì đặc biệt, có gì hot. Ok la. Ui dồi ôi, được cái em gấu trúc này nó đánh nó không cần vũ khí, không cần dìu dứt luôn. Đúng là bậc thầy là chặt cây khác. Trông chị tròn bò đấy. Ô, được quá, nhận luôn. Rồi, adventure. Tiếp tục là chiến đấu. Ủa, thế là gấu trúc này đúng là Kung Fu Panda rồi, không cần dùng vũ khí gì luôn các bạn ạ. Như thế mà dã bằng tay thôi. Nhưng mà múa hai phát đấy, xong phát đấm cuối cùng thì nó mới gây ra sát thương loằng ngoằng, quá loằng ngoằng luôn gấu trúc ạ. Chịu ấy. Rồi luôn. Thế là cây lên level 2. Tiếp tục chặt 5 phát. Ô mà phiên bản global này nó cũng có code nha các bạn nhé. Đây, mình tìm ra code rồi để mình nhập luôn xem như thế nào nha. Đây, user center này. Nó cũng tương tự như là... Ô, nó lại còn có cả... Ơ, cái gì này? Wow, xin chón bò đấy. Cái này là cái gì đấy? Không rõ lắm nha. Đây, đây, đây. Trao đổi mã quà tặng, nó có cả tiếng Việt luôn nha các bạn. Ảo thật đấy. Wow, kinh khủng ấy nhở. Có luôn tiếng Việt nha các bạn. Của mã xác minh EWWC. Đổi ngay luôn. Ô, thành công này. Tiếp theo nha, bạn nào mà chơi phiên bản Global á thì các bạn có thể là nhập theo mình luôn nha các bạn. Xịn xò con bò luôn. Tiếp theo này, EHP8. Rồi, thành công tiếp. Tiếp tục là Happy 1225 nha. Nó cũng khá giống với lại cái phiên bản Việt Nam nha các bạn. DISG. Nhưng mà mình thấy là tại sao nhập code ở đây nó cứ bắt nhập mấy cái xác nhận ta. Ảo thật đấy. Tiếp theo này, các bạn nhớ cái mã Big không? Big 888 này quen vãi. IH7E. Rồi, tiếp tục này. Pick 888 này các bạn này. Đó. Thêm một code nữa. 36Z5. Rồi, mình thấy cái tựa game này, code ở giai đoạn đầu game là cực kỳ quan trọng nha các bạn. Nó sẽ cho chúng ta rất nhiều đào. Và nếu như không có cái số đào đấy ở giai đoạn đầu game ấy thì đảm bảo bạn khó chơi cực kỳ luôn. P8ZU. Rồi, tiếp tục là Fish 888 này. Bên này những cái mã code thì nó toàn đi với cả 888 thôi. Việt Nam thì toàn là 999 với cả 666. Bên này thì toàn là 888 nha các bạn. Rồi, và một cái code cuối cùng nữa đó chính là Chi888 này. Khá là giống bên Việt Nam nha. Mỗi tội là ở bên phiên bản Global này ít code hơn đấy. 7ZUD. Ok, thành công rồi nha các bạn. Quay trở lại game xem nào. Để xem là nhận được những phần quà gì đây các bạn ơi. Claim O luôn này. Wow, mặc dù ít code hơn nhưng mà đào chúng ta nhận được tận 500. Và cũng có 30 cái ngọc lưu ly này. 850 cái linh ngọc này. Ôi, có tận 5.500 cái thức ăn cho thú này. Và 240 cái chiêu mộ, cái ngọc để có thể là chiêu mộ linh thú nha các bạn. Chuẩn bị độ kiếp rồi này. Đấy, chặt đào thôi, chặt đào thôi. Và em gấu trúc này thì nó đánh cũng giống tương tự như khi mà đi chặt cây luôn. Tức là nó phải luyện công hai phát, sau đó thì phát cuối cùng đánh bụp phát thì nó mới xuất hiện ra nha các bạn. Replace luôn. Cố gắng độ kiếp phát đầu tiên để xem Panda mặc thêm cái áo và trông như thế nào nha. Yo. Đây, khi mà các bạn nâng cấp từ cái cây cấp 3 lên cây cấp 4 ấy, nó mất 30 phút đúng không? Thì các bạn ấn xem video luôn, bởi vì là xem cái video xong thì nó sẽ lên được level 4 luôn. Đấy, như vậy là mình đã có thêm cái cây cấp 4 mà cực kỳ nhanh chóng nha. Tích lũy lại, những cái kia thì mình có thể dùng mấy cái bình này được. Ok, 44 phút nữa thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ đi chặt cây thôi. Đấy là những cái chơi giai đoạn đầu game. Nếu như bạn nào mà chơi thành thục rồi thì mấy cái đấy các bạn chắc là cũng không còn xa lạ gì nữa đúng không? Ok, thấy không? Sau khi mà nâng cấp cái cây lên level 4 cái là cái tỷ lệ xuất hiện trang bị cam nó có liền luôn. Và lúc đấy chắc chắn là lực chiến của mình sẽ tăng lên. Và khi mà lực chiến tăng lên rồi thì mình đi vượt ải thì nó sẽ rất là dễ dàng nha. Múc mày luôn này.
Các bạn thấy nó đánh ảo không? Cứ phải múa hai phát sau đó mới đánh ụp phát thì nó mới gây sát thương. Đấy, đéo thật đấy. Đấy, combo luôn, có limb kick đấy. Ý xà, đá cho team bạn nhức xích ngay. À, không sao, dần dần thì hành trình tu kiếp của mình kiểu gì cũng sẽ lên được em là gấu trúc panda cực kỳ xịn sò con bò nhá. Thì các bạn thấy em panda này như thế nào? Nhớ để lại comment ở phía dưới cho mình biết mình nhá. Và các bạn cũng dự đoán xem là bao giờ nó sẽ ra mắt nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!